フォーと文茶、文膜。さっぱりわかんない。Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với bài học thứ 28, à không, unit thứ 28. Trong bài học ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn hai mẫu câu và một vài phó từ mà sử dụng trong câu. Và chúng ta cùng nhau bước vào bài học ngày hôm nay. Mẫu câu thứ nhất, danh từ ga wakarimasu. Ở đây mình sẽ đến với ví dụ cụ thể luôn. Ví dụ thứ nhất, Nihongo ga wakarimasu ka? Nihongo ga wakarimasu ka? Tức là anh chị bạn có hiểu tiếng Nhật không? Sukoshi wakarimasu, tức là hơi hiểu một tí. Sukoshi là một chút thôi nhé. Sukoshi wakarimasu. Mẫu câu thứ hai, France go ga wakarimasu ka? Trong trường này chúng ta từ wakarimasu này cũng có thể dịch sang là biết, tại vì trong người Việt Nam mình chúng ta hay nói anh có biết cái này, anh có biết cái kia không, đúng không? Anh có biết tiếng Pháp không? France go ga wakarimasu ka? Chúng ta sẽ trả lời rằng là yeah, zenzen wakarimasen, tức là hoàn toàn không hiểu, hay là nói ngắn hơn là zenzen wakaranai, zenzen wakaranai. Ken sensei, Vietnamese go ga wakarimasu ka? Hai, mochiro wakarimasu yo. Fo to buncha, bunmaku もう食べるやつ、すべてわかります。はい。もう一個、はい。あの、前途が、ちょっとが、理解の手を、フィッサーの、な、書き手に、な、好き、嫌い、上手、下手。OK? 好きな、て、嫌いな、げ、上手、な、ぞい、下手。下手な、けん。はい、な、ぞっと、OK? ビジョン的に、日本語が好きです。Tôi thích tiếng Nhật. OK? 日本語が好きですか? Bạn có thích tiếng Nhật không? お前が嫌いだ。お前が嫌いだ。Tao ghét mày. Thứ ba, 日本語が上手ですね。日本語が上手ですね。Tiếng Nhật của bạn giỏi nhỉ? Không, tiếng Nhật của tôi vẫn còn kém lắm. Và có một câu như thế này mà hầu hết những người học tiếng Nhật đều sử dụng nó, hay là ngay cả người Nhật người ta cũng đều sử dụng nó khi mà khiêm nhường bản thân mình đó. Yeah, mada mada desu. Yeah, mada mada desu. Các bạn nhớ sử dụng nó thật nhiều nhé. Yeah, mada mada desu. OK. Zishin da. Minasan, kekkou ne 今揺れてますよ。お、怖い。ほら、見て。揺れてるね。カメラが。お、倒れた。終わりました。chúng ta cùng nhau đến với ví dụ thứ tư. 英語がうまいですね。英語がうまいですね。うまい nó tương đương với nghĩa là 上手, tức là giỏi, 上手. Nhưng mà nó cái cấp độ của nó thấp hơn một tí nhá, thì chúng ta có thể dịch là khá nhỉ. Tiếng Anh của anh khá nhỉ. 英語がうまいですね, thì chúng ta sẽ khiêm nhường đi một tí và chúng ta không. Ye, ye. Từ ye này nói nhanh nhá, thì sẽ chỉ là một chữ y thôi và cộng e thôi. Ye, ye, ye. Heta desu yo. Tao dốt lắm. Ye, heta desu yo. Tao dốt lắm. OK. Một câu thứ năm. Saka ga heta desu. Tao dốt bóng đá lắm. Saka ga heta desu. Uso. Uso, uso, uso tức là điêu nhé. Uso. Và chúng ta cùng nhau đi đến với một vài phó từ trong câu. Phó từ chỉ mức độ, đó là từ không hiểu và đến hiểu. OK, từ không hiểu đến hiểu. Zenzen wakarimasen tức là hoàn toàn không hiểu. OK. Amari wakarimasen tức là không hiểu lắm. Sukoshi hay là chutto bằng nhau nhé, một chút. Skoshi hay là chotto wakarimasu, tức là tôi hiểu một chút. OK. Kekko hay là kanari, tức là khá.
Nó thường đi với những cái tính từ như là muzukashi, yasui hay là takai đúng không? Kiko muzukashi, khá là khó đúng không? Kanari yasui, khá là rẻ đúng không? Hay là kiko takai, khá là đắt. Ngoài ra, cái cấp độ của nó vẫn còn ở đây. Daitai tức là đại khái nhỉ? Tôi hiểu đại khái mới rồi. Ok. Daitai wakarimasu. Hotondo. Hotondo. Hotondo ở đây tức là hầu hết. Ok. Hotondo. Và cuối cùng là zenbu. Zenbu tức là tất cả. Tôi hiểu tất cả rồi. Zenbu wakarimasu. Ok. Tiếp theo, có hai câu nói như thế này. Hầu hết là trong sơ cấp thì các bạn không bao giờ được học. Tuy nhiên, mình sẽ dạy các bạn bởi vì nó rất là thực dụng. Ok, đó là câu sappari wakaranai. Sappari wakaranai tức là chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Sappari wakaranai. Ok, hay là một câu như thế này. Chimpun kampun. Chimpun kampun. Chimpun kampun desu. Sensei, chimpun kampun desu. フォーと文茶、文幕も食べるやつ、すべてわかります。さっぱりわかんない。チンプンカンプンです。Cuối cùng, chúng ta đi đến phó từ 1番, 1番 tức là nhất nhé. Chúng ta đi đến với ví dụ sau đây. 一番好きな人は誰ですか? Nào, mình muốn hỏi là 一番好きな人は誰ですか? Nào, người như thế nào? Người mà bạn thích nhất.Ichiban là nhất nhé. Người bạn thích nhất là ai? Ichiban suki na hito wa dare desu ka? Trả lời rằng là Okasan. Okasan desu. Okasan. Đó là mẹ tôi. Okasan desu. Ok. Trong văn nói thì người ta hay dùng sử dụng Okasan để gọi mẹ mình nhé. Còn từ ha ha kia là nó dùng trong sách vở. Bình thường các bạn chỉ cần gọi là Okasan là ok. Watashi no Okasan desu. Hay là một câu tiếp theo.これは一番安いカメラですよ。これは一番安いカメラですよ。OK? Đây là cái gì? Là cái camera. Rẻ nhất. Đó. これは一番安いカメラですよ。シンチャオとかクッパ?ミンテナシンシン?ノンコア?ノンカ?なんて、なんて、ゼータン、ゼータン、ゼータン、ゼータンて、ゼータン、イエ、ゼータン、ゴア、ゼータン、ゴア、ゼータン、ラム、ゼータン、ラム。OK、バオ。Của chúng ta ngày hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã thường xuyên quan tâm theo dõi các clip của mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Zoom Mori để cập nhật được những bài học sớm nhất nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.